Chào các bạn nha, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là kết nối CC Link Tức là chúng ta có một cái module CC Link dạng Master và chúng ta sẽ có một cái module IO CC Link Đây, các bạn nếu mà muốn học thì trước tiên là chúng ta hãy từng bước chúng ta kết nối với một mô đun một trước sau đó mà kết nối rồi nó không có lỗi gì thì các bạn mới kết nối nhiều mô đun à, nhiều bạn thì cứ ví dụ như chúng ta có bốn năm mô đun chúng ta làm phát chúng ta kết nối xong đến lúc là lỗi là không biết ở đâu với các bạn làm một mô đun mà nó ok thì các cái mô đun sau các bạn ghép vào nó rất là là nhanh và chúng ta sẽ quản lý được cái cái việc mà rủi ro nó có lỗi ok thì để mà kết nối được thì chúng ta phải có tài liệu trước. Cái tài liệu này là của Mitsubishi nó cung cấp và nó đã chuyển thành tiếng Việt rồi các bạn ạ. Thì cái này sau mình gửi cho các bạn. Ở trong này nó có rất nhiều những cái tham số mà chúng ta có thể đọc nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến những cái tham số nào là là chính thôi. Đây ví dụ như này. À, thì cái trạm chủ chúng ta nó có thể kết nối với một con CC -Link chạm cục bộ và nó kết nối với lại nhiều các cái thiết bị như biến tần rồi cái remote IO nhưng mà chúng ta nhớ cho một điều là ở cái con đầu tiên và con cuối cùng thì chúng ta phải có cái điện trở điện trở gọi là điện trở đầu cuối nhiệm vụ của nó là gì thì trong quá trình mà truyền thông ấy thì trên cái đường dây của chúng ta nó sinh ra cái loại điện áp gọi là điện áp nhiễu thì nó sẽ đẩy về con cuối cùng thì cái điện trở của con cuối cùng này nó sẽ triệt tiêu cái điện áp đi ngược lại cái quá trình mà đọc cái tín hiệu về thì tất cả nó sẽ trả về cái con chủ là cái con đầu tiên thì nó cũng sinh ra nhiễu trên đường dây nó dồn về thằng này thì chúng ta phải có một cái điện trở để xả nó ra à, tức là triệt tiêu cái điện áp nhiễu đi Ngôm nạ là như vậy rồi chúng ta quan tâm cái việc thứ hai là cái việc đấu nối chúng ta sẽ tìm đến cái việc đấu nối và thứ ba là cài đặt địa chỉ cũng như tốc độ truyền những cái tham số này các bạn có thể đọc có nhiều cái hay nhưng mình thì để kết nối thì mình sẽ quan tâm mấy cái việc thứ nhất là đấu dây đấu dây phải đúng đã thứ hai là cài đặt đây cái mô của chúng ta như này cái mô thì nó cũng giống như thế này thôi đó đây là cái mô đun của mình nè tên nó là qg 61 BT11N thì hình dạng của nó như thế này QG61 BT11N chúng ta sẽ có trên này có những cái đèn đèn này báo trạng thái là nó đang lăn hay đang ero hay là là đang lỗi gì đấy thì cái đèn này nó thể hiện ở đấy và trên này thì chúng ta sẽ quan tâm đến những cái cái sau thứ nhất là cái station no tức là cái địa chỉ của cái con master thì thường thường con địa chỉ của con chủ chúng ta sẽ đặt là địa chỉ nó là không đấy luôn luôn là chúng ta sẽ đặt địa chỉ của nó này chạm chủ là không thứ hai là cái mốt cái mốt này ấy thì là nó thiết lập chính là thiết lập tốc độ truyền thì trong tí nữa nó sẽ phân tích cho chúng ta là cái mốt này có giá trị từ 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F thì nó tương ứng với tốc độ như thế nào thứ ba nữa là đấu dây đấu dây thì cái cái cầu đấu nối của chúng ta, của nó này các bạn sẽ quan tâm đến cái chân DA, DB, SRD và chân DG thì chân DA chúng ta gióng lên Đấy, lên thì sao? Nó vào chân số số 3. DB chân số 5, SLB là chân số 4. Và chân DG là chân số 7. Đấy. các bạn cầm hẳn cái mông đun lên thì nó sẽ là như vậy các bạn nhé Rồi, đây À, cái con chạm chủ chúng ta muốn đặt địa chỉ không thì cái x10 chúng ta quay về số 0 và chất x1 chúng ta sẽ quay về số 0 này nữa là địa chỉ là số 0 về tốc độ truyền đây à, ở cái mốt ấy thì chúng, ta có giá trị cái mũi tên nhé các bạn có cái mũi tên này các bạn xoay được ấy, cho cái tô vít hai cạnh vào đây các bạn xoay là nó xoay được ví dụ như địa chỉ từ 0 đến f này không theo tốc độ là 156 kb sáu trên giây à, thì cái tốc độ này mà tốc độ càng lớn ấy, thì cái khoảng cách truyền của nó không được xa các bạn muốn truyền xa thì các bạn phải truyền với tốc độ nhỏ đó không là truyền tốc độ lớn mà lại truyền xa thì thì nó sẽ bị nhiễu hoặc là sai lệch tín hiệu đi đấy đây thường thường thì mình test thì mình sẽ để nó là số 0 tương ứng với tốc độ là 156 kbit trên giây. Đấy các bạn cứ test như thế này. Và nó cũng quy định xem là từng tốc độ là cái khoảng cách là bao nhiêu đó. Mình không nhớ là nó đặt ở chỗ nào đâu nhưng mà nó có cái cái phần ở trong cái, cái menu này. Tiếp theo đây các bạn nhìn đấu dây này. Đây ví dụ như là con này, chạm chủ là master thì các bạn sẽ đấu một cái điện trở đầu cuối. Ví dụ như các bạn chỉ có một cái remote IO như mình test ở đây ấy, thì không nhất thiết phải có điện trở đầu cuối. Hiểu không? đây là như kiểu trong phòng thí nghiệm người ta gọi là môi trường thí nghiệm thì khi mà ra ngoài thực tế thì các bạn nên đấu, đấu điện trở vào để nó chống cái nhiễu ở trên ngoài thực tế nó nhiễu rất là lớn thì các bạn phải chơi điện trở vào không là có ngày khóc đấy chúng ta sẽ có DA nối với DA thôi DB nối với DB SLD nối với SLD SLD bản thân nó là như kiểu dây chống nhiễu ấy. À, DG chúng ta nối vào với nhau vậy là được con tiếp theo thì cũng cũng nối như vậy Đúng không? À, chúng ta sẽ phải cấp nguồn 24V cộng trừ vào đây. Đó, trên mô mình đây này. 24V cộng trừ này. DA, SLD, DG ở đây. À, cái mô đun của mình nó có, có, cả đầu vào đầu ra từ X0 cho đến X8. Và à, à X0 đến X7. Còn đầu ra là từ Y8 cho đến YF. Đây cái đầu nối nhá. Rồi. À. Nó có một cái phần mà mình nói là nó liên quan đến 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 chiều dài của dây dẫn ấy thì các bạn có thể tìm ở trong cái tài liệu này nhá. Mình sẽ không 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 đào sâu nữa bởi vì nó sẽ mất thời gian, nó có quy định đấy, nó quy định là bao nhiêu mét, bao nhiêu mét. Đấy. Mấy trăm mét, mấy trăm mét thì đấy, đấy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm việc luôn. Và chúng ta sẽ mở phần mềm chúng ta lập trình luôn chơi luôn chúng ta sẽ có CPU là Q06 UDH CPU khi đó chúng ta vào parameter PC parameter chúng ta ở trong program thì chúng ta phải cho cái main và cái 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 phần scan IO system các bạn chọn cái CPU đi rồi ở đây của chúng ta chính là cái mô module là QG QG61 BT11N Đấy các bạn ghi này à, Chúng ta sẽ có build in Ethernet Cái địa chỉ Ethernet của mình đặt là 192.168.0.39 Các bạn tích vào cái phần Enable Online Chain Phần này thì chúng ta không thay đổi cái gì Ok, ấn check End À đây, chúng ta phải nhớ một cái này nữa này cái mô đun của chúng ta nó nằm ở cái địa chỉ là start là 0000 0000 các bạn nhé đây này 00 còn nếu nó nằm ở, ở cái slot này thì nó là 01 nhưng mà nằm ở đây nó là 00 các bạn nhớ cái đấy để tí nó khai báo đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ khai báo cái trong CC link ở phần network parameter CC link chúng ta sẽ có một cái module CC link và cái địa chỉ của nó lại đây Start IONAM là 00 rồi chúng ta có cái gì ạ à, thai này là master chúng ta để nguyên những tham số này và toto Module Connect tức là chúng ta kết nối với bao nhiêu cái module IO thì chúng ta phải khai báo ở đây chúng ta có một cái module thôi thì chúng ta khai báo nó là một Đấy. cái địa chỉ đọc về bởi vì cái thằng module này của mình ấy nó có cả đầu ra đầu vào X và đầu ra Y nên mình sẽ khai báo của nó là tương à, tôi nhận là X 1000 và à, tôi ao ra là y 1000 đó được chưa và à, cái cái uh, sb này mình nó báo lỗi đấy thì cái phần này mình sẽ để là sb không và sb kép không rồi à, ở ngoài chúng ta cấu hình xong thì có phần station information này các bạn chọn ở đây kích vào đây thì chúng ta chọn là station type này nó là remote io station đấy vì nó là remote io mà device station intel region device station các thứ là các bạn sau này các bạn có những cái module đấy thì các bạn chọn ở đây mình không không sửa cái gì khác các bạn ấn check n nếu như mà cái phiên bản mà 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 cái cụ 2 này các bạn cập nhật ấy, thì các bạn có thấy một cái phần là set the inf uh, station information các bạn kích vào đây chọn nhất và trong cái phần là gì ạ? cc link config setting này các bạn kích vào đây nó có một cái giao diện cho chúng ta chỉnh rất là hay ví dụ như cái remote io này các bạn xóa đi các bạn chọn ở đây đúng cái tên cái remote io mà các bạn có luôn ví dụ như cái con remote io của mình tên của nó này tên nó nằm ở đây này nó là cái con là AJ 65 SBT B1 16 DT2 thì mình sẽ tìm đến cái cái con đấy. Mình tìm đúng cái con đấy luôn. Xem nó nằm ở con nào. B1 cơ. Đây là analog à? Không nhớ cái con kia nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Đây là C, đây là B1 đây à? Đây, 16 DT2 là cái con này đúng không? AJ 65S BT B1 BT B1 đúng rồi, 16 DT2 chính hắn. Các bạn cầm các bạn kéo vào. Đó. Thì cái con này nó các bạn xem ở đây này, thông số ở đây nó có ghi 16 mười point được chưa? Rồi, các bạn thấy là cái station no nó là địa chỉ số 1. Các thứ nó nằm ở đây. Chúng ta ấn vào Glow with Reflecting the Setting. Vậy là chúng ta đã có một cái cấu hình. Check. And. Ok, vậy bây giờ chúng ta viết chương trình thôi. Ví dụ như chúng ta là lấy giá trị là x 1000. Đấy, chúng ta đấu nối vào rồi này. Mình đấu vào đây là thằng này x 1000 này. X, uh, 1001 này 1002 này đây ba thằng nhưng mà các bạn lưu ý chúng ta khai báo trên cái khối CC link là y 1000 nhưng ở đây chúng ta thấy cái địa chỉ của nó này nó hơi mờ là y8 y9 ABC thì chỗ này các bạn phải là ao ra y1008 đó thì mới đúng giá trị nhé mặc dù dương khai là 1.000. nhưng mà phần 1.000 ấy nó ở phần đằng trước này nó không có nó bắt đầu có từ thằng này thôi thì chúng ta phải tăng nó lên từ y 08 1008 và x thì chúng ta vẫn bắt đầu từ thằng đấy được x 1001 ao ra y 1009 1002 ao ra y 9 không đến a các bạn nhé không phải 9 không đến 10 đâu đấy F4 rồi bây giờ chúng ta sẽ download chương trình xuống các bạn vào connect mình uh, dùng là cái thằng uh, Ethernet đây kích vào đây chọn Ethernet này kích vào PC module này các bạn có thể kích vào cái phần là file à mình chưa có mình chưa có cắm cái cáp internet và máy tính bây giờ mình cắm Rồi cắm rồi, bây giờ chúng ta lại phải chỉnh cái địa chỉ IP cho nó cùng lớp mạng Quên mất Dùng Win 11 các bạn nhé Win 9, 10 thì, à, Win 10 nó đơn giản rồi Các bạn property này Mình sẽ đặt thằng này địa chỉ tĩnh là 192 168 0 Và 10 Subnet mask Để mặc định này Ok Close rồi, xong rồi. Bây giờ chúng ta chọn xem là nó có thấy cái địa chỉ IP không. Uhm? Test. Rồi, nó kết nối rồi. Đây, địa chỉ IP nó nằm đây sẵn. Ok, chúng ta sẽ ghi nó xuống. Truyền này, truyền này, truyền này. Nó vào stop ấy. Rồi các bạn lưu ý là nếu như mà lần đầu tiên các bạn download chương trình xuống ấy mà tất cả những cái thằng này nó có lỗi liếc gì các bạn phải reset lại PC này còn thằng này ấy, các bạn tốt nhất là các bạn tắt nguồn các bạn bật lại nếu như mà có thấy có cái đèn error, ở đây này các bạn tắt nguồn đi bật lại là nó sẽ được nhé về địa chỉ khai báo này thì cái thằng này thằng này sẽ là địa chỉ số 1 và tốc độ của nó ở đây nó có một cái phần gọi là phần à, tự học PC.com là website bên em uh, có đào tạo rất nhiều cái dòng PC uh, các bác có nhu cầu về học về truyền uh, thông công nghiệp tức là truyền thông PC với nhau ấy, của tất cả các hãng thì có thể lên website tự học PC.com có, có khóa học truyền thông công nghiệp ở đây uh, Siemens rồi Mitsu rồi Delta uh, các dòng FXQ 5u các thứ là truyền thông với nhau truyền thông qua cổng Ethernet truyền thông qua kiểu Modbus cũng có uh, ngoài ra thì có những khóa học về uh, À, dòng Q dòng Q Mitsubishi Q này đấy và khóa học S7200 của Siemens thì chúng ta có thể làm được cái truyền thông công nghiệp giữa các cái PC Mitsubishi với lại PC s Đây các bác có nhu cầu thì có thể lên website tự học pc.com ủng hộ bên mình với cảm ơn các bác tóm lại là Tóm lại ở trên đây, các bạn nhìn thấy nó nó sẽ có ghi luôn này, Bored và station no. Nó có cái cái địa chỉ là à, là số 1, số 2, số 3, số 4 ấy, các bạn gạt ví dụ địa chỉ số 1 các bạn gạt cái thằng số 1 này lên là được. nhá. Còn cái thằng Bored này mình đang để là à 156 kb thì chúng ta sẽ để 0, giống như kiểu cái thằng master này này, thằng master này chúng ta cũng để là là 0 ở cái mốt ấy. Rồi. Bây giờ mình thử luôn này. Đấy, các bạn nhìn thấy này. À, mình bấm đèn thì cái cái x này sáng này y cũng sáng này cái đèn chỗ tay mình nó sáng luôn này các bạn không biết có nhìn nếu hay là cái bóng điện nó bị lóa màu màu vàng nữa. đấy đấy yeah. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc mà truyền yeah. thông bằng CC link giữa master với một cái thằng remote IO thì video xin được kết thúc ở đây